Mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về thành ngữ lực bất tòng tâm. Để tìm hiểu thành ngữ lực bất tòng tâm, chúng ta sẽ giải thích ý nghĩa của các từ cấu tạo nên nó. Lực là năng lực, bất là không, tòng là phục tùng, tâm là ý muốn. Thành ngữ lực bất tòng tâm có nghĩa là rất muốn làm một việc gì đó, nhưng vì sức khỏe hoặc năng lực quá yếu nên không thể làm được, đành phải từ bỏ. Thành ngữ lực bất tòng tâm cũng chỉ sự bất lực trước một việc gì đó. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, có lẽ chúng ta đã gặp rất nhiều việc khiến bản thân lực bất tòng tâm. Ví dụ như thi cử không như ý muốn, hay không thể là tham gia một hoạt động nào đó vì không đủ sức khỏe, hoặc không thực hiện được một kế hoạch nào đó vì tài năng không đủ. Ví dụ, anh ta muốn cho con đi du học, nhưng đúng là lực bất tòng tâm. Tranh thủ lúc còn trẻ thì làm nhiều việc có ích cho đời. Một khi tuổi già sức yếu, có muốn làm thì lực bất tòng tâm. Ước mơ của tôi là đi du lịch vòng quanh thế giới, nhưng lực bất tòng tâm, thế là ước mơ chỉ là mơ ước mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, thành ngữ lực bất tòng tâm rất dễ hiểu, dễ nhớ. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ sử dụng thuần thục câu thành ngữ này trong cuộc sống. Tuần sau, chúng ta sẽ tìm hiểu về thành ngữ mẹ tròn con vuông. Mến chào tạm biệt quý vị và các bạn.